Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giấy phép con chủ động để đơn giản, được thực hiện bởi Hà Nội Law Firm với sự tài trợ của Tập đoàn Viễn Đông. Trong số 6 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú. Vâng, thưa quý doanh nghiệp, hiện nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự tiến bộ của xã hội, khi mà mức sống của người dân ngày càng được nâng cao thì du lịch đang trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú đang trở thành một ngành kinh doanh tổng hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Vậy, doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ này cần đáp ứng những điều kiện gì và cần phải xin những loại giấy phép nào? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với luật sư Phạm Thị Lợi và luật sư Hoàng Thu Hòa đến từ Hà Nội Law Firm để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, cảm ơn hai luật sư đã tới tham dự buổi trao đổi ngày hôm nay. Vâng, thưa luật sư Hòa, theo như tôi được biết thì cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú là nơi kinh doanh các dịch vụ như là nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Vậy thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ này thì cần phải chuẩn bị và phải đáp ứng những điều kiện gì thưa luật sư? Vâng, theo quy định pháp luật thì kinh doanh dịch vụ lưu trú là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và trước khi đi vào hoạt động thì cơ sở kinh doanh phải đáp ứng những điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Trước hết là điều kiện về an ninh trật tự, theo Nghị định 96 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì khi kinh doanh dịch vụ lưu trú, cơ sở kinh doanh phải đáp ứng được những điều kiện về an ninh trật tự. Nhìn chung thì giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự không quy định thời hạn, trừ một số trường hợp đặc biệt đối với những ngành nghề hoặc là những hoạt động kinh doanh có thời hạn. Và trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ này thì cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo và kèm theo là bản sao của giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự gửi đến công an cấp xã. Đồng thời, cơ sở kinh doanh cũng phải liên tục duy trì những điều kiện này trong suốt quá trình kinh doanh của mình. Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự thì đã được quy định cụ thể tại Nghị định 96 năm 2016 của Chính phủ, hoặc là quý doanh nghiệp có thể liên hệ với Hà Nội Law Firm để được hỗ trợ. Hai là về điều kiện phòng cháy chữa cháy. Trước khi luật đầu tư 2014 ra đời thì các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định khá cụ thể và chặt chẽ. Những doanh nghiệp muốn kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện do pháp luật quy định. Muốn kinh doanh dịch vụ lưu trú thì cơ sở kinh doanh phải có giấy phép đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. Đây không chỉ là giấy phép tiên quyết đối với ngành nghề này mà còn đối với rất nhiều các ngành nghề khác, và điều này thì gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì nhà nước đã có những chính sách thay đổi nhằm tạo điều kiện tốt hơn trong quá trình kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tiêu biểu thì có thể kể đến đó là luật doanh nghiệp 2014 và luật đầu tư 2014. Hàng loạt các giấy phép con đã được bãi bỏ, và trong đó có giấy phép đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Việc này được quy định cụ thể tại Nghị định 79 năm 2014 của Chính phủ. Theo đó thì cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không cần xin giấy phép đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy mà chỉ cần chủ động đảm bảo đầy đủ những điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy thì cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng cần phải đáp ứng những điều kiện khác. Mời luật sư Lợi có thể chia sẻ những điều kiện này được không ạ? Vâng, cảm ơn luật sư Hòa. Như luật sư Hòa có chia sẻ ban đầu, đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Do đó, ngoài những điều kiện mà luật sư Hòa chia sẻ thì cơ sở kinh doanh còn phải đáp ứng những điều kiện khác được quy định tại luật du lịch năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sau đây thì tôi sẽ xin lưu ý đến một số điều kiện cơ bản mà bất kỳ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nào cũng phải đảm bảo tuân thủ triệt để, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thứ nhất, đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhỏ lẻ thì có thể thực hiện thủ tục này đơn giản hơn. Tuy nhiên, đối với những cơ sở lưu trú du lịch thì bắt buộc tổ chức cá nhân muốn kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp. Thứ hai, cơ sở kinh doanh lưu trú bắt buộc phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, như là đối với người Việt Nam thì sẽ là chứng minh thư, thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu đang còn hiệu lực, còn đối với người nước ngoài sẽ là thẻ tạm trú hoặc là thẻ thường trú, hoặc là các giấy tờ mà có dán ảnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân thì sau khi sắp xếp phòng cho khách nghỉ, cơ sở lưu trú sẽ phải thông báo ngay với cơ quan công an phường, xã hoặc thị trấn, hoặc là những đồn công an mà quản lý cái địa bàn đó. Trong thời gian trước 23 giờ, cơ sở lưu trú sẽ phải thông báo với cơ quan công an, còn trường hợp khách du lịch vào nghỉ sau 23 giờ đêm thì bắt buộc là sẽ phải thông báo trước 8 giờ sáng ngày hôm sau, và cơ sở lưu trú sẽ phải lưu lại dữ liệu các thông tin của khách du lịch trong vòng ít nhất là 36 tháng. Và một lưu ý tiếp theo mà tôi muốn lưu ý đó là địa điểm xây dựng các cơ sở lưu trú không được nằm trong phạm vi của quốc phòng và phải nằm xa trường học, bệnh viện hoặc là những nơi mà có khả năng gây ô nhiễm.
Còn đối với những cơ sở lưu trú lớn như là khách sạn thì ngoài những điều kiện trên, các cơ sở lưu trú đó còn phải xin cấp phép các giấy tờ khác như là giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu hoặc là giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Các giấy tờ này việc cấp phép như thế nào và cần phải cấp phép những cái gì sẽ tùy thuộc vào phạm vi hoạt động và quy mô hoạt động của cơ sở lưu trú đó. Vâng, thưa luật sư Lợi, theo như tôi được biết thì ngoài việc phải đáp ứng hàng loạt các điều kiện kể trên thì doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Vậy thì luật sư có những lưu ý gì đối với doanh nghiệp không ạ? Vâng, để xin được cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú thì doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều hồ sơ và phải đầy đủ những hồ sơ được quy định tại thông tư liên bộ số 27 năm 1996. Và tôi xin đặc biệt lưu ý đến doanh nghiệp một số giấy tờ mà nhất thiết là phải có. Thứ nhất, đó là đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Thứ hai, đó là bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thứ ba, đó là giấy chứng nhận về an ninh trật tự và các biên bản về phòng cháy chữa cháy. Như vậy chúng ta có thể thấy để xin cấp một giấy phép thôi là doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ và phải chứng minh được mình có đầy đủ những điều kiện đó. Đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan dễ quản lý, bởi vì đây là một trong những ngành nghề rất nhạy cảm và trên thực tế đã có rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú bị lợi dụng để thực hiện những hành vi phạm tội. Tuy nhiên để đáp ứng những điều kiện đó thì sẽ lại gây cản trở cho doanh nghiệp. Do đó theo chúng tôi thì trong thời gian tới pháp luật nên loại bỏ dần một số điều kiện kinh doanh mà thay vào đó hãy tăng cường ở khâu kiểm tra và quản lý chặt chẽ hơn. Vâng, kính thưa quý doanh nghiệp, hiện nay nhu cầu sử dụng và kinh doanh dịch vụ lưu trú đang ngày càng tăng cao. Để đảm bảo cho các dịch vụ này theo đúng quy định pháp luật và an ninh trật tự thì nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật cụ thể nhằm điều chỉnh việc kinh doanh dịch vụ lưu trú. Hy vọng buổi trao đổi ngày hôm nay đã đem tới cho quý doanh nghiệp những thông tin hữu ích. Hiện nay, Hà Nội Law Firm đang triển khai chương trình giảm 50% phí dịch vụ khi xin cấp các loại giấy phép con. Mọi thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại website hanoilaw.vn hoặc kênh YouTube Hà Nội Law Firm. Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ luật sư của Hà Nội Law Firm, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ số điện thoại 04-6682-5050 hoặc gửi thư về địa chỉ email hanoilaw.vn@gmail.com. Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý doanh nghiệp. Trân trọng cảm ơn.